Tiếp theo, mời quý vị nghe phần chánh văn. Thôi thôi bớt miệng hùng anh, ở nơi cửa khẩu thiệt rằng tiếng đi. Chân bài quân tử làm chi, của đầu hộ bịch dậy thầy xưng nghe hô. Lũ đàn lũ điếm mà hồ đồ, anh hùng quân tử xưng hô quá rền trời. Gặp mai mắt nạn cười chơi, chớ không ra sức nghi giúp ba đời điều chi. Hổ mình là bậc kỳ tu mi, chưa tròn bổn phận mà thi ngữ tôn mình. Kể từ thượng nghi lộ đăng nghi trình, vào nam ra bắc nghi mặt tình vốn á phi. Khuyên răng trận thế một khi, tuồn đời sắp hạ bằng đi rõ ràng. Chú thích: của đồ hổ bịch là chỉ những hạng ăn ở lố lăng phách lối, ví dụ thứ hổ bôn hổ bịch chẳng ra gì. Lũ đàn lũ điếm là bọn người gian xảo ăn chơi phóng đãng, trà đình tửu điếm. Đức thầy khuyên: điếm đàn đĩa thỏa chớ gần. Hồ đồ là ham hố không hợp lý, lờ mờ không rõ ràng, gãy gọn, ví dụ ăn nói hồ đồ vô lý. Chim khôn tránh bẫy tránh cò, người khôn tránh tiếng hồ đồ mới khôn. Anh hùng, anh là vua loài hoa, hùng là vua loài thú. Nghĩa bóng chỉ người hào kiệt xuất chúng, có tài làm việc to tát. Sách Dương Thông có nói: tự trị giả anh, tự thắng giả hùng. Tự biết mình là anh, tự thắng mình là hùng. Nhưng toàn câu giảng trên là chỉ cho kẻ bất tài mà thường hay xưng hô lớn lối, đó là anh hùng rơm. Ca dao có câu: anh hùng gì anh hùng rơm, cho một bó lửa hết cơn anh hùng. Bổn phận là phận sự, phần việc của mình, một phần nghĩa của chữ đạo. Ví dụ bổn phận làm con, bổn phận làm công dân, làm cha mẹ, vân vân. Ti tôn mình là tự hào cho mình là tài giỏi, là cao hơn người. Đăng trình là lên đường, khởi hành, ra đi. Bôn phi, bôn là chạy, phi là bay. Nhưng chữ bôn phi ở đây có nghĩa là bôn ba lui tới. Đức thầy có câu: bôn phi lê thứ, nhiều bề gian nan. Lược giải từ câu 353 đến câu 366. Thường thấy số người miệng hay khoe khoang lớn lối, tự cho mình là tài giỏi, là anh hùng quân tử, nhưng hành động chẳng ra gì. Nên Đức Thầy khuyên họ hãy bỏ bớt tánh xấu ấy đi. Cũng có hạng chỉ biết rong chơi trụy lạc, ăn nói hàm hồ, cống cao tự đại, nhưng khi gặp người lâm nạn thì họ trơ mắt ra nhìn, chẳng hề có chút lương tâm ra tay giúp đỡ, lại còn thỏa thích nhạo chê là khác. Là bậc râu mài nam tử với bổn phận không tròn, họ đã chẳng biết tuổi thẹn, lại còn khoe khoang tự đắc.
lúc Đức Thầy lên đường độ thế, từ miền Nam sang đất Bắc, Ngài hằng lui tới khai truyền chánh pháp, giáo hóa lê dân, chuyển miền Nam địa lung lai, Nam Trung cùng Bắc một tay giáo đời. Ngài khuyến cáo cho bá tánh rõ, tuần đời hiện tại sắp hết, để chuyển sang cuộc diện mới.